Hay thôi trời cũng đã tối rồi. Không biết ở trong đây có bán gì không, nhưng mà mình cần phải vào bên trong đây mua đồ. Và sẵn nghỉ chân tại đây một tới sáng mình sẽ về. Một ban đêm thì ông lão có nói là không nên đi ra ngoài, sẽ rất là nguy hiểm. Được rồi, vào trong thôi. Hình như cái ngôi nhà này có bán trang trí rất những cái đồ rất là ghê. Hình như đúng là cửa hàng ma thuật rồi. Đang treo những cái banner rất là kỳ lạ. Ủa đây là phòng tắm à? Wow. Thật là hoành tráng. Đúng là cửa hàng ma thuật có khác. Đây là những gì đây? Vũ khí hả? Còn cái đèn nữa. Đây là cái súng, cái gì mà chụp ảnh nữa hả? Ông này lại đây. Zidane hả? Chào cậu, tại sao cậu biết tên tôi là Zidane chứ? Tôi thấy trên đầu của ông có tượng hiện chữ Zidane, bán hàng ma thuật. Nhưng mà ông làm cách nào hay vậy? À, tao quên mất. Lúc nãy ta có uống một vài viên thuốc hiện lên những cái dòng chữ mà mình suy nghĩ trong đầu và biến nó thành giống như là một cái quảng cáo gì đó. Đó, bởi vậy chú mới thấy tôi là cậu tên là Zidane, nhưng mà tôi xưng hô như thế nào đây? Chú em bao nhiêu tuổi rồi? À, cái gì mà chú với tôi chứ, cháu chỉ mới còn rất là nhỏ, cháu chỉ mới là học sinh tiểu học tại trường ở Nhật Bản thôi. Cháu là một học sinh tiểu học và là một con người, tuy cháu học không được giỏi nhưng cái tài bắn súng của cháu rất là ghê nha. Ông có biết Nobita nổi tiếng lừng danh của khu phố, nhưng mà khu phố gì ta? Thôi chết rồi, mình lại quên cái tên khu phố của mình mất rồi. Ước gì có thằng Doraemon ở đây mình có thể hỏi nó và nó giúp đỡ mình được. Nobita hả? Nobita thì ta chưa từng nghe bao giờ hết. Nhưng mà cậu đến đây có việc gì không? À, cháu đến đây để đến xem một số món đồ ma thuật mà. Tại vì cháu nghe ông chủ nhà trọ có quảng cáo với cháu là ở đây có bán những cái món đồ ma thuật, súng ống rồi những cái đồ gì đó rất là kỳ lạ và không không có trên cái thế chỗ cháu ở. Không biết là ông có bán không, nhưng mà cháu thấy vào đây là thấy toàn là những cái đồ đặc biệt không à. Nhưng mà tại sao cái tiếng nói của ông rất là giống trẻ con vậy? Thì cháu nhìn bên bề ngoài của ông rất là già rồi nè, có vẻ như ông đến tầm 40 đến 50 tuổi phải không? Sao cháu biết vậy? Ta có uống thuốc biến đổi giọng nói, tại vì ta còn rất là lạc quan và yêu đời. Tuy ta đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng mà sau những cái lần mà ta chiến đấu với bọn quái vật thì ta sẽ trở nên lạc quan yêu đời hơn. Và đây là những cái thứ cậu thấy, như là súng, các kiểu và những cái cây gậy, cũng như là những món vũ khí đặc biệt này. Đó chính là tao thu thập từ những cái con quái vật ở trong những cái khu rừng nguy hiểm mà chưa ai dám đặt chân đến. Và những cái thứ này á, thì khi mà ta nhặt về không biết làm gì hết, và ta dùng để bán bọn chúng đi để mà kiếm sống qua ngày thôi, cũng không có gì đặc biệt hết. À, thì ra là vậy à. Ủa, đây là cái gì đây ông? Tại sao cháu có thể đi xuyên vật thể như thế này? Có lẽ ông đã biến cháu thành hồn ma rồi sao? What? À, khoan khoan đã cậu nhóc, đây là những cái thứ mà ta nhặt được ở cái khu vực mà bọn họ nói là có Slenderman ở đó. Thì ta không biết đây là cái những cái thứ gì nữa, nhưng mà thấy nó khá là đẹp, nhưng mà ta đem về trưng luôn, trưng bày thôi, cũng không không có để bán đâu. Thì nói chung là hình như đây là những cái thứ rất là đặc biệt với bọn họ. Khi mà khách đến đây họ đều rất là thích những cái thứ này, không biết cậu có thích không, nhưng mà ta rất là thích đấy. Hả? Ông đã đi đến nơi ở của Slenderman luôn sao? Ô hẹn gì? Đây là những cái thứ mà kỳ lạ rồi. Nhìn thấy như vậy thôi chứ mình có thể đi xuyên qua luôn. Ô, thật là kỳ lạ. À, nhưng mà ông có thể kể cho cháu nghe về một chút về Slenderman được không? Tại vì cháu cũng đang muốn gặp cái tên đó đây, không biết nó như thế nào. Tại vì cháu nghe kể là cơ thể dáng vóc của chúng, của cái tên đó đó, như là lên đến 2 đến 3 mét gì lận, nghe nói rất là cao. Mà cháu không biết là có thật hay không, vì vậy đành nhờ ông kể lại và xác nhận cái chuyện này xem nó như thế nào. Thì cháu cũng rất là ham tìm tòi và học hỏi, thì ông có thể giúp cháu được không? Trời ơi, tưởng gì chỉ là chuyện nhỏ thôi nhóc ha. À, hình như là nhóc tên là Nobita phải không? Ok, ta biết, để ta xưng hô cho nó dễ. Về Slenderman thì chuyện rất là dài, không biết cháu có thể ngồi nghe được không, nhưng mà thôi, ta đã nhập tâm rồi, ta sẽ kể cho cháu nghe toàn bộ sự việc. Thì trong một lần hồi trẻ, cách đây cũng rất là lâu rồi,
ta khi mà mới bước vào nghề á, để mà tìm những cái sinh vật bí ẩn ngoài trái đất cũng như là những cái quái vật ở trong rừng sâu mà chưa có ai khám phá. Và đội của ta mang lại rất là nhiều chiến công lẫy lừng, khiến cho những cái người trong khu phố này đều biết đến biệt đội của ta. Và biệt đội của ta có tên là biệt đội Titan, nghe cũng khá là ngầu. Và năng lực của bọn họ đều, mỗi người đều rất là mạnh mẽ. Và những người trong đội của ta thì không bao giờ chịu đầu hàng trước những cái con quái vật đáng sợ. Thì đội của ta gồm có 3 người, nhưng mà hiện giờ thì chỉ còn mình ta thôi. Đó là trước khi mà, sau khi mà đội của ta nhận được những cái chiến công lừng lẫy đó, thì bỗng đến một ngày, đội của ta bắt đầu vào một cái nhiệm vụ rất là ly kỳ và cực kỳ bí ẩn. Và cái nhiệm vụ đó có liên quan đến Slenderman. Thì sau khi mà bọn ta nhận nhiệm vụ và bắt đầu tiến vào hang ổ của bọn chúng, sau khi mà bọn ta tìm được hang ổ của bọn chúng bằng radar định vị những cái con quái vật và những cái sinh vật sống mà ở trong rừng á, rất là bí ẩn, thì cũng nhờ những cái radar định vị đó mà bọn ta có thể tìm thấy được nơi ở của cái tên gọi là Slenderman. Và cái tên đó thì không chỉ là bọn ta tự biết đâu, mà ở phía trước đó có cái hang động của cái tên ấy có đại chữ là Slenderman. Chắc có thể là những do những cái con người đi trước ở đó họ bỏ mạng lại và họ đã biết tên của hắn. Khi mà đội của ta tiếp cận được cái nơi đó đó, sau khi mà bước vào cái cánh cổng bên trong, thì đột nhiên đồng đội của ta và ta đã bị ngắt xỉu. Không biết vì cái lý do gì nữa, nhưng mà có thể là oxy ở trong khu vực đó quá thấp, hoặc là do những cái thứ gì tác động từ bên ngoài. Đến bây giờ thì ta mới biết là do môi trường ở trong đó không thể nào mà sử dụng được oxy. Và còn có cả những cái phấn hoa phát ra hai bên làm bọn ta ngắt xỉu. Khi mà đội của ta ngắt xỉu thì cũng vừa ngay lúc đó, ta có nghe một cái tiếng kêu rất là kỳ lạ phát ra từ bên trong cái hang động ấy. Cũng may mà ta có mang thêm một vài viên thuốc để tăng sức đề kháng và cũng như tạo ra một cái lớp bảo vệ cho cơ thể của ta. Khi mà ta đã tham quan toàn bộ cái khu vực hang động ấy, ta phát hiện rất là nhiều thứ, nhưng mà còn rất là nhiều cánh cửa bên trong nó bị khóa rồi, không thể nào mà đi vào bên trong được. Thì sau khi mà đi ra, đồng đội của ta chỉ bỏ lại một cái mũ, một khẩu súng, hai đôi giày, và ta không còn thấy họ cho đến ngày hôm nay. Những thứ còn sót lại của đồng đội ta và ta đã đem đi cất giữ một nơi rất là bí mật, coi như đó là một món quà dành cho ta, và đó là một cái bài học nhớ đời cho ta đến sau này. Kể từ ngày đó đến nay cũng khá là lâu rồi, nhưng mà dạo gần đây á, cách vài ba năm gần đây thì ta có nghe lại những cái vụ án về Slenderman. Hình như chúng chuyển từ người lớn sang bắt cóc trẻ nhỏ rồi. Những cái vụ mất tích gần đây cho thấy cái độ ám ảnh của cái tên Slenderman nó rất là cực kỳ cao. Và hình như là cảnh sát cái địa phương này á, nhắc nhở mọi người không nên ra đường vào ban đêm, vì ban đêm có thể là nó sẽ là cái thời cơ thích hợp nhất để mà tên Slenderman nó xuất hiện. Đúng rồi, và chiều cao của cái tên nó tầm 2-3 mét gì đấy. Do trí nhớ ta đã già rồi, vì vậy khá là khó nhớ. Nên nếu mà cậu muốn đi vào bên trong ấy thì hãy cẩn thận nha. Khi nào mà có việc gì hay là muốn đến những, hoặc là muốn hỏi về những cái con quái vật gì, hãy đến tìm ta. Ta là một người khá là am hiểu về quái vật và khu vực nơi đây. À thôi, cậu chỉ có như vậy thôi. Cậu muốn mua món đồ gì thì cậu hãy lựa đi, rồi sau đó để tìm một chiếc rương. Thôi được rồi, cậu hãy mua đi nha, ta còn một số việc phải làm nữa. Hả? Câu chuyện của ông khi mà cháu nghe qua nó rất là ly kỳ. Phải là hai người đồng đội của ông đã bị mất rồi, biệt đội Titan sao? Có vẻ như ông lão Zidane này là một cái nhà săn quái vật khét tiếng. Mình rất là may mắn khi mà gặp được ông này. Được rồi, khi mà những cái con quái vật gì mới mình sẽ lại đây và hỏi ông này mới được. À bây giờ mình sẽ lựa một số món đồ thôi. Để xem nào, đây có những cái thứ gì đây. Mình sẽ lấy cái gì đây? À, như ở đây có một vài món vũ khí. Cái này xem sao. Kiếm gì đây? Đó là một thanh kiếm Noro. Khi mà đội của ta đã tiêu diệt được cái con rắn ba đầu, và đây là cái kiếm nọc độc và lửa của cái con rắn đó, rất là mạnh nha. Và những cái thanh kiếm này ta lấy giá rẻ cho cậu thôi, chỉ với 5 cent này cậu có thể mua được nó rồi. Nếu mà cậu thích thì cậu có thể lấy. Và sức mạnh của nó không hề thua kém những cái thanh kiếm còn lại đâu nha. Wow,
Thanh kiếm Noroi sao? Không biết nó mạnh không, chắc là mạnh, bởi vì ông này nói có vẻ mạnh thôi. Mình sẽ tìm một số con quái vật để mình test thử này. Wow, công nhận mạnh thật. Thôi mình sẽ trả tiền cho ổng luôn. Một cái thanh kiếm với 5 sen, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, đó, như vậy là mình đã mua thành công một cái thanh kiếm. Để xem nào, đây có súng gì không đây. Ôi, súng săn rồi súng lục rồi một cái cưa sao, không có gì mới hết. Thôi trời cũng để xem nào, trời sáng chưa đây, hình như trời vẫn tối thì phải. Ôi thôi xong rồi, trời vẫn tối rồi, mình phải ở lại đây một thời gian nữa thôi. Thôi không được đâu, mình cần phải đi dạo xung quanh, tại vì mình có cái vũ khí đi rồi, mình chẳng sợ gì hết. Thôi mình sẽ lấy mua thêm một cái súng đi, để phòng hờ những cái chuyện bất chấp xảy ra. Đây có một cái súng. Thôi xong, lỡ làm rớt đồ rồi. Hình như đây là đạn của chúng sao. Ủa sao trong rương không có gì hết ta. Thôi mình để lại đây đi. Thì ra đây là chính là cái rương đựng đạn sao. Như khẩu súng này không biết bao nhiêu tiền. Ông ơi, khẩu súng rằng súng săn này là... Ủa, xuyên qua luôn à. Khẩu súng săn này cháu để trên cái đàn này với giá bao nhiêu vậy ông? Khẩu súng đấy thì ta lấy trả giá cho cháu là 4 sen thôi. Tại vì dạo gần đây rất là ít người mua đồ của ta nên ta giảm giá cực kỳ mạnh. Cháu có thể lấy tùy thích nha. Như vậy là quá hay rồi. Ok, cảm ơn ông nha. Như vậy là mình đã có thêm một cái khẩu súng săn. Rồi mình sẽ ra đường, mình sẽ chẳng sợ cái tên quái vật nào hết. Một tên. Bắn một phát là đi luôn. Thì những cái tên này chẳng làm hại mình thôi, mình sẽ tiêu diệt bọn chúng đi. Rất là phiền hà khi mà bọn chúng lại gần mình. Rồi mình sẽ thử trình độ bắn súng của mình xem sao. Công nhận trình độ bắn súng mình sao khi mà ở cái nơi đại dịch zombie đến giờ vẫn không bị tiêu giảm, vẫn bắn hay như ngày nào. Một phát ngay luôn, ngay đầu luôn. Ông này là ai đây? Chắc là những người ăn xin bình thường thôi. Là mình cứ tưởng là quái vật. Như đây là cái con sông. Con sông gì đây? Ui, dưới đây quái vật nhiều vậy. Sẽ xử hết bọn này luôn, để bọn chúng không có gây phiền hà đối với những người đi đường. Tự nhiên đang đi đường mới lại bu rất là khó chịu. Ở kia là ai đây? Hình như là một đứa bé thì phải.